Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Thùy Linh Vlog. Hôm nay thì mình có ra vườn và hái được một rổ rau vặt rất là ngon luôn nha cả nhà nhé. Rau vặt gồm có mùng tơi, rau dền, rau khoai, hẹ, rất là ngon luôn cả nhà. Và hôm nay thì mình sẽ nấu món canh rau vặt nấu với lại hến nha cả nhà nhé. Rau vặt sau khi chúng ta rửa sạch thì để cho ráo. Và sau đó thì chúng ta sẽ cắt khúc nhỏ nhé. Phần hến thì sau khi luộc xong thì chúng ta sẽ lấy cái phần hến này để đi đài lấy thịt nhé cả nhà nhé. Lấy cái phần thịt hến sau khi nấu canh xong chúng ta sẽ bỏ vào cho ra ngon nhé cả nhà. Hến luộc và đài rất là dễ nhé. Hến sông lam, nước ngọt và rất là ngon luôn nha cả nhà nhé. Ăn nó sẽ không có bị nhãn nha cả nhà. Mình về tự làm thì nó lại sạch sẽ nữa nhé. Nó cãi ra rất là nhiều nha cả nhà nhé. Sau khi đãi thì được cái phần thịt rất là ngon nha cả nhà nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đem đi xào nha cả nhà. Và bây giờ chúng ta tiếp tục phi hành tăm cho thơm nha cả nhà nhé. Hành tăm thơm xong rồi chúng ta sẽ xào cái phần nhân thịt hến này cho nó săn lại nha cả nhà. Và phần thịt hến đã chín rồi nha cả nhà nhé. Và bây giờ nước cũng đã sôi rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho một ít muối vào và chúng ta sẽ thả rau vào nha cả nhà nhé. Nước hến rất là đặc, ngon luôn cả nhà. Và sau khi phần rau nó sôi lại như thế này là được rồi nhé cả nhà nhé. Và chúng ta sẽ tắt bếp và cho cái phần thịt vào nhé cả nhà. Đây là thục canh nhé, thục canh rau vặt mà ăn cùng với cà là rất là ngon đó cả nhà. Chúc cả nhà ngon miệng nhé, hẹn các bạn ở video sau.